Hoàng Hào Đô xin chào toàn thể các bác. Hôm nay thì một số kiện hàng lẻ, một số kiện hàng gửi đến xe thì đang được anh em Hoàng Hào Đô tiến hành đóng rồi đợi bên vận chuyển vào rồi gửi đi cho tất cả các bác. Đấy, một số kiện hàng lẻ chuẩn bị lên đường. Còn một số bộ combo thì một số anh em đã đang trên đường thì tiến hành lắp đặt tại nhà cho một số các khách hàng rồi. Hôm nay thì cũng có khoảng 4 đến 5 combo để anh em đi suốt từ sáng giờ. Còn một số kiện hàng lẻ thì như là súp 150S này gửi về Tiểu Cần Trà Vinh cho anh Trần Văn Úp. Đấy, cùng này cũng là 150S. Trên đây là 150S cùng này gửi về Bến Cát Bình Dương. Đấy. Đây là vang cơ V800 Plus gặp bốt Hồng Kông, bốt 601 Series 3. Rồi có cầm phải ở Quảng Ninh. Đấy, một số kiện hàng thì anh em đang tiến hành đóng rất là kỹ đúng không ạ? Rất là nhiều lớp súp, súp trong, súp ngoài. Nên là những cái kiện hàng này gửi đi khá là xa. Đấy, thì đến tay tất cả các bác khách hàng thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng thì các bác nhận được. Đấy, hàng được đóng gói rất là kỹ lưỡng. Khi nhận hàng thì các bác hoàn toàn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Đóng rất là nhiều lớp xốp này. Dưới đây thì có một đơn gửi qua Bắc Giang cho anh Đức. Đơn này là FX30 Plus và một số bộ mic dây ở trong. Cho đây một cặp loa F2005. Thì cũng xin thông báo lại với tất cả các bác và anh em nhé. Đối với model loa F2005 của FB Pro thì hiện tại model này thì hãng đang tiếp tục giảm giá vào đợt 2. Đấy, đợt 2 thì hãng tiếp tục giảm giá sâu hơn rất là nhiều. Đợt 1 là giảm từ 8.500.000 đồng xuống còn 5.500.000 đồng. Và tiếp tục đến đợt thứ 2 thì hãng giảm giá từ 8.500.000 đồng xuống còn chỉ còn 4.900.000 đồng. Dòng loa F2005, một trong những sản phẩm loa cây đến từ thương hiệu FB Pro, loa cây BEP 80. Thế nào nên là đây là một trong những cái thời điểm, một trong những cơ hội rất là tốt để các bác nâng cấp cho bộ dàn karaoke, bộ dàn âm thanh hay là sắm cho gia đình nhà mình những cặp loa cây chất lượng hay đang được đang trong thời điểm giảm giá rất là sâu. Hình thức mẫu mã thiết kế sang trọng, cặp loa cây đến từ thương hiệu FB Pro. Hàng nó đóng rất là kỹ này. Bắt đầu quan tâm là muốn tìm hiểu gì về những sản phẩm âm thanh hay là những bộ dàn karaoke, bộ dàn âm thanh đến từ thương hiệu FB Pro tại Hoàng Hào Đô thì có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo hoặc số điện thoại 0967 345 155 để được bên em tư vấn và có thể đặt hàng. Đặc biệt khi các bác đặt hàng tại Hoàng Hào Đô thì khi nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Các bác kiểm tra hàng, đúng chất lượng thì các bác nhận hàng, các bác thanh toán. Bắt đầu quan tâm thì liên hệ ngay để có thể đặt hàng nhá. C7000 này, 14 triệu, cặp loa cây đang rất là hot đúng không ạ? 2m25, một chung và 2 chiếc, dòng loa này thì cho chất âm rất là hay rồi. Đẹp về hình thức, chất lượng âm thanh hay, giá là 14 triệu, khuôn gỗ tự nhiên, bỏ thùng rất là chắc chắn này. Mặt sơn nhân bóng ở phía trước và những cái mặt ốp nhôm mạ vàng. Đây là thông báo qua luôn cho tất cả bác nhá, hiện tại F2005 Pro, F4005, C4005 Pro đã được ra mắt tại Hoàng Hào Đô. Đây là phiên bản nâng cấp, cũng là phiên bản cho năm sau đấy, phiên bản cho năm 2023 đấy của FB Pro. Phiên bản này sẽ cao hơn đối với phiên bản F2000 C4005 thường là 1 triệu đồng, C4005 thường là giá là 7.500.000 đồng, và phiên bản này là 8.500.000 đồng, cao hơn 1 triệu đồng. Sau sau thì sẽ có video thì em sẽ làm chi tiết và review một cách chi tiết và cụ thể nhất về mẫu sản phẩm này. Đấy, nhìn sơ qua thì cũng đã thấy rồi. Với phiên bản này thì đã được tăng thêm một giải trung và một giải chép. Đấy, chất âm rất là nhiều đường tiếng. Sau này thì hát karaoke là nghe nhạc rất là tuyệt vời rồi. Đấy, dòng này thì quay qua một chút thôi để nhá hàng cho các bác. Đấy, dòng này thì em sẽ có một video chi tiết và cụ thể hơn nói về cái dòng sản phẩm C4005 Pro, cái bảng nâng cấp của C4005. Bắt đầu quan tâm thì liên hệ ngay đến Hoàng Hào Đô qua Zalo, số điện thoại em có ghi ở dưới thanh tiêu đề rồi. Ok, và xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác trong những video lần sau.